mọi người hôm nay mình sẽ đi đây đến đây đi vô trọng đi. Tao không có đi vô trọng đi. Rồi đi. Rồi đi. Đâu không quyền về xó tí á. Người xếp hàng thôi. Xếp hàng đâu không? Ai biết đâu bên này thì... Con ngồi đâu đây? Bên lầu ấy, chút bên lầu ấy. Cái tháp miêu miêu kìa đó, cái kẻ cho mặt chạy bố đó. Đi ca là khoái. Con thích thích mê là lắm, nhưng mà cũng gửi chị một số tiền brand màu đi. Cho mẹ đặt đi. Hả? Cái đó đẹp con này. Hả? Cái con này nữa nè. Tất nhiên là cái con này ở giữa. Giờ số 4. Ồ coi. Mình lấy thế. Có nên mua không? Không. Phải không? Đó, không? Cái này gì à? Cái để người ta pha cà phê. À, chúc lên trên đi. Hả? Hả? Cái gì cũng được hả? Thank you.
Với cha và bé gái có hai phòng. Tí hồi vẫn phải xuống mấy tương à. Tương trên có mà. Nó ra hoài nè không? Đâu ra hoài coi thử coi. Còn nữa không? Đồ chơi để rồi bên. Đồ chơi.
lấy gì nữa à? Lấy bình thường. Đây có tường đây, nó nói phải chạy xuống. Để vô cho nó nước để hoài. Em với Kha giới thiệu đi. Nước nè. Thôi chị không có Kha đúng không? Để tôi Kha chị. Cái này của ai? Uống nước khoáng. Nước khoáng nữa. Nước qua ta. Em xả ăn đi. Rồi đi ăn đi, giới thiệu đi. Đây là phần mình gửi các bạn nha. Đây là gà giòn, đây là phần combo hai người, combo 2C. Đây là các tôi rồi, Happy Meal. Đây là hai Happy Meal. Đây, có bây giờ. Đây là phần burger, phần quay chi. Đây là gà lấy của con rồi. Cái đùi, hay là Oh, bye.
thế mà. Giờ cao điểm luôn. Chưa được mua 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 luôn. Chưa